Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28 tháng 6 nói Việt Nam muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Hà Nội là đang lợi dụng Mỹ về thương mại tệ hơn cả Trung Quốc. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với VOA qua email rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt-Mỹ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Hôm 26 tháng 6, trả lời phỏng vấn Fox Business, ông Trump nói Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Nguyên văn lời ông Trump, Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước. Chính quyền Trump đang tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Bà Hằng nói với VOA rằng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước và rằng Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Khi được hỏi liệu có đánh thuế hàng Việt Nam hay không, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình của Fox Business hôm 26 tháng 6 rằng chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam, nhưng không nói rõ là vấn đề gì. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu chính quyền của ông Trump có đang thảo luận với Việt Nam hay không, bà Hằng cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông qua cơ chế hiện có, như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh.